các bạn là fan của Pepsi hay Coca-Cola? Fan của cái nào? Tôi thì là fan của Pepsi. Vì cá nhân tôi là một người khá là thích cái vị, đặc biệt là cái vị hơi, tôi cảm giác là cái vị quế trong Pepsi. Coca-Cola thì có vẻ nhiều ga hơn. Lâu lắm rồi mà uống nước ngọt đấy. Uống nước ngọt nhiều không tốt nha. Ngày hôm nay thì tôi sẽ review một trong những chai nước hoa đang khá hot gần đây của nhà Mancera. Và nó cũng được so sánh rằng nó là mùi của Coca-Cola. Và ngay cái chính cái tên của chai nước hoa này đó là Tonka Cola, các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó. Có rất nhiều những câu hỏi đó là em này thì nó có giống với mùi Coca-Cola hay không? Và với nhiều người hỏi mình thì nó có giống mùi Pepsi hay không? Nhiều người thì bảo là nó giống con Rosa Enigma, một trong những chai nước hoa khá đắt đỏ. Toàn bộ sẽ được giải thích trong video ngày hôm nay trên cái cảm nhận của mình. Và đằng sau đây thì đang là một đống vial của một nhà nước hoa đến từ Ý. Sau này tôi sẽ cố gắng chia sẻ sau. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu video lần này nhá. Đầu tiên thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thiết kế của em nó như bao chai Mancera khác thôi, không có gì quá đặc biệt. Và cái phần tem ở đây là cái phần tem đen trên cái chữ màu vàng. Ngoài ra thì cái nắp nam châm ở đây, đây các bạn nhìn thấy nó là nắp nam châm nhá. Mancera nó có một cái dòng nắp vặn nữa, nhưng mà với cái con Tonka Cola này thì nó là nắp nam châm. Thực ra cái vấn đề về là Mancera đời bao nhiêu, nó có nắp vặn đời bao nhiêu, nó có nắp nam châm thì mình thấy đang hơi hoang mang. Tại vì có một đợt thì mình cũng thấy Mancera nó ra cái dòng nắp vặn khá nhiều, xong một thời gian lại thành nắp nam châm và một thời gian lại nắp vặn. Nên là nếu như các bạn nào đang bán hàng hoặc là các bạn có tìm hiểu kỹ hơn về cái việc là lô nào nó có cái nắp nam châm, lô nào nó có cái nắp vặn, thì các bạn cũng có thể chia sẻ ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Còn đây sẽ là một cái vòi xịt của em nó. Đây các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy này. Rất ổn luôn, thề luôn. Thôi được rồi, tôi không uống nhiều đồ ngọt đâu. Tóm lại là vòi xịt của con này thì khá là sang xịn mịn, ổn. Chấm vòi xịt và thiết kế thì không có gì bàn cãi. Chai này thì là chai 120ml. Đó. Những cái chai thiết kế của Mancera thì đa phần đều là chai 120ml hết. Và vòi xịt tóm lại là điểm về thiết kế ngoại hình, tôi chấm cho này 9/10. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất, đó là trải nghiệm về mùi hương của mình với em này như thế nào. Thì cái mùi hương này thì các bạn cũng có thể dễ dàng mặc lên trên người này. Ấn các bạn nghe cái vòi xịt thôi là các bạn biết là nó sướng tay như nào. Mùi hương này ấy, thì khi mà các bạn xịt ra ấy, nó sẽ là một cái combo giữa cái mùi chanh sủi kết hợp cùng với cái nét của quế. Đó, hai combo này nó sẽ tạo nên một cái mùi Coca-Cola. Các bạn có thể search một vài chai nước hoa mà tạo ra hiệu ứng Coca-Cola. Thì về cơ bản nó đều là cái nét chanh chua là chính, làm sủi sparkling lên. Và một cái nữa đó là cái nét của quế để tạo nên cái nét hơi kiểu lâm dâm một tí. Thì với cá nhân mình thì con này khi mà xịt ra ấy, nó nếu như các bạn chỉ cần ngửi thoáng qua, không đưa quá sát, thì các bạn nhận thấy cái mùi sủi khá là rõ rệt. Cái mùi sủi ở đây nhưng mà nó không bị quá chua nhé, mà nó có một cái bay ngọt ngay từ ban đầu. Và cái nét của quế nếu như các bạn đưa sát vào, thực ra thì cái nét của quế này lúc đầu mình ngửi thấy một chút kiểu mùi lá, kiểu húng húng nữa, nó cũng xuất hiện ở đây. Nên là với cái top note ấy, thì mình khuyên các bạn là nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái nét Coca-Cola ở trong chai Mancera này thì các bạn nên để xa xa ra một xíu, các bạn đừng đưa sát mũi vào, thì các bạn không nhận thấy cái nét kiểu húng húng với quế đi với nhau. Đó, đó là cái trải nghiệm của mình sau một vài ngày xịt em này. Và cái mùi ở đây ấy, nó sẽ là cái nét sủi cùng quế, nên là nó làm mình nghĩ tới Pepsi nhiều hơn thay vì là cái mùi của Coca-Cola nhá. Tại vì nếu như bạn nào mà có cái sự nhạy bén trong vị giác thì các bạn nhận thấy hai cái đồ uống này mặc dù có phần hơi giống nhau, nhưng mà cái vị của Pepsi nó sẽ rất rõ rệt. Và cái con Mancera Tonka Cola này nó sẽ là một trong những cái phiên bản làm phần top note giống với Pepsi nhiều hơn, nên mình nghĩ là đặt nên là tên là Tonka Pepsi hợp lý hơn. Đó. Thế thì
mùi hương này nó biến chuyển về sau như thế nào. Tại vì mình cũng đã nhiều lần chia sẻ trên những cái buổi live ở các nền tảng khác nhau, đó là cái nét Pepsi chúng ta sẽ có xu hướng ngửi ra ở cái phần top note, nhưng mà nó sẽ rất nhanh chóng bay đi về sau. Nhưng ở đây thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cái nét quế và cái nét của húng nó sẽ gần như là chỉ duy trì trong khoảng tầm 10 đến 15 phút sau khi các bạn xịt. Và rồi các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này nó có xu hướng khô xuống. Và lúc này nó làm mình liên tưởng tới cái mùi kẹo Coca-Cola bán ở những cái cửa hàng tạp hóa ở đầu trường học. Tại vì nhà mình thì mình cũng đã nói một vài lần, đó là nhà mình bán đại lý tạp hóa đồ cho học sinh rất là nhiều, thịt hổ, rồi que cay, bờ la, bờ lô các kiểu. Nên là tuổi thơ của tôi thì cũng đã được gắn liền với những cái đồ ăn rất là đặc biệt, trong đó có cái mùi kẹo Coca-Cola. Và nếu như mà các bạn ăn cái mùi kẹo Coca-Cola, các bạn sẽ thấy rằng là nó không giống hoàn toàn cái vị nước, khi mà nó không có cái nét juicy, mà ở đây nó chỉ có cái nét kiểu kẹo ngọt, xong rồi khi các bạn nuốt sâu về sau ấy, nó sẽ lên cái mùi kiểu cái vai cơ kiểu rất đặc trưng sủi sủi của Coca-Cola thôi. Thì cái mùi hương này nó sẽ là một mùi như vậy. Dry down trên da thì lúc này nó chỉ mờ dần thôi và nó không có sự biến chuyển nữa. Đó, mùi hương cực kỳ là dễ để đoán được, các bạn có thể hình dung được em nó như thế nào. Các bạn không cần phải là ở mùi hương này nó nhìn nó nốt thế này thế nọ thì nó sẽ chuyển biến ra sao. Nó duy nhất ở hai giai đoạn, ở cái top note xịt ra mùi Coca-Cola và mùi húng quế, à không, mùi Pepsi và mùi húng quế. Còn ở dry down về sau nó sẽ là mùi kẹo Coca-Cola chấm hết. Đó, rất là đơn giản về cái mùi hương này. Đây có phải là một cái mùi hương hay ho, sáng tạo và đáng mua hay không? Vì phải chia sẻ như thế này, đó là mình đã có cũng khoảng tầm gần chục mùi của nhà Manseda ở trên kệ. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai mùi hương còn lại ở của Manseda, vài mùi nữa ở dưới. Thì với cá nhân mình ấy, Manseda nó có một cái phân khúc như kiểu Cedrat Boa hay là mấy cái mùi Hindu Curse, Inta Curse thì nó có làm khá nồng nàn và có xu hướng hơi synthetic. Nhưng kể từ khi mình được tiếp xúc với Sikili, mình được tiếp xúc với mùi của Melody of the Sun, sau đó đến con này, thì mình có cảm giác rằng những cái sản phẩm của nhà Manseda khi mà họ làm theo cái hướng kiểu sáng tạo như thế này thì nó lại là một cái điểm cộng khá là ok. Đặc biệt rằng là mùi hương thì ngửi nó khá là gần gũi với người Việt. Có thể ở bên nước ngoài ấy, thì cái mùi của con trà đào Sikili nó lại không phải là một cái mùi quá đặc biệt, nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn rất dễ dàng hình dung ra. Còn đối với con Tonka Cola này thì chắc chắn rằng là ở trên thế giới người ta cũng sẽ dễ dàng hình dung ra được cái mùi hương của em nó. Nên đối với mình thì đây là một sáng tạo khá hay ho. Mà nếu như các bạn đang tìm kiếm một trong những cái mùi hương mà có sự mới mẻ, không đụng hàng ở những cái lựa chọn cùng phân khúc, hay là một cái mùi cho một cái buổi đi chơi nhẹ nhàng, thì đây là một trong những cái mùi hương mà các bạn hoàn toàn có thể đặt vào trong cái list mà các bạn nên thử. Đó, đấy là cảm nhận cá nhân của mình. Nếu như các bạn tìm một cái mùi nó mới mẻ, nó làm signature scent, thì đây là một cái mùi ok. Còn nếu như mà các bạn bảo là em đang tìm một cái mùi nịnh mũi, thì có lẽ với tôi ấy, không thể, ngày tôi thì không ngày nào tôi cũng có thể uống Pepsi hay là Coca-Cola được. Tại vì những cái đồ uống có ga kiểu như này, kể cả về vị, về mùi, thì với cá nhân tôi chỉ kiểu tuần uống 1-2 lần, hoặc là 2 tuần, 3 tuần uống một lần thôi. Nó chỉ để giải khát và nó là một thức uống vui, chứ nó không phải là những cái thức uống như là nước lọc hay là kiểu là cơm mà chúng ta có thể ăn được hàng ngày. Đấy, đấy là về quan điểm cá nhân của tôi về cái sự sáng tạo về phần mùi hương này. Tiếp tới thì chúng ta đến với phần đó chính là độ bám tỏa. Thì những cái sản phẩm gần đây mà mình đã review của nhà Manseda, nó đang có một cái độ bám tỏa ở mức trung bình. Thực chất thì tổng những cái chai của nhà Manseda mà mình đã được thử qua, kể cả Vio, thì họ là một nhà làm nước hoa có độ bám tỏa rất là khủng khiếp. Nếu như không muốn nói rằng là trong cái độ bám tỏa của họ là quái vật, thì Tonka Cola không phải là một cái mùi được xếp vào hàng quái vật. Thế nên là những bạn nào đang có ác cảm với Manseda, hoặc là các bạn đang tìm những cái mùi có độ bám tỏa vừa phải của Manseda và các bạn yêu cái sự sáng tạo đó, thì các bạn hoàn toàn có thể cất nhắc thêm em này. Đấy là cái lý do thứ hai mà mình thấy rằng là con này ổn.
Tại vì không phải là tất cả những cái sản phẩm của nhà Mancera nó đều cho cái cảm nhận đầu tiên là dễ chịu và nhẹ nhàng. Tại vì nhiều người rất là nhạy cảm với những cái mùi mà quá đậm, quá mạnh, thì con này không phải là một trong những cái con mà các bạn có thể đề phòng với em nó về cái sự synthetic cũng như là cái độ bám tỏa khủng. Đó. Đây, bây giờ nó xuống cái mùi kẹo Coca-Cola rồi, khá là rõ rệt. Cụ thể thì em nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nó cũng ngang ngang với Sikili, nó ngang ngang với con Melody of the Sun. À không, nó nhỉnh hơn Melody of the Sun. Đó. Vetiver Sensual nó cũng nhỉnh hơn một xíu, con này nó nhỉnh hơn. Còn với cá nhân mình thì 6 đến 7 tiếng ở trên da thì nó tùy da, các bạn cứ loanh quanh trừ đi tầm nửa tiếng hoặc cộng thêm nửa tiếng nếu như các bạn da các bạn có độ ẩm tốt. Và cái độ tỏa hương của em này thì nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Đó, thế nên là các bạn hãy nhớ nhá, nửa cánh tay quay đầu. Thế là con này là một trong những con kiểu ở cái xếp về độ phân khúc, độ bám tỏa hiệu năng ấy, thì con này không phải là một con hiệu năng quá tốt đâu của Mancera đâu, nhưng mà với cá nhân mình thì nó dễ dàng được chấp nhận ở thị trường Việt Nam với cái nhu cầu của người Việt và với một cái tông mùi rất độc đáo, đó là Pepsi Coca-Cola. Rồi, và hiện tại trên thị trường chắc con này nó phải loanh quanh hơn 2 củ khoai. Và có một cái câu hỏi nữa mà mình nghĩ rằng nhiều bạn cũng rất là thắc mắc, đó chính là mùi hương này so với Rosa Enigma nó sẽ như thế nào. Rosa Enigma là một trong những cái mùi mà mình nói rằng các bạn mua bản nào cũng được. Tại vì Rosa Enigma ấy, ngoài cái dry down về sau mình ngửi có phần gọi là na ná nhau, mà trẻ nhất thì nó vẫn là bản cologne, thì cái top note của nó là cái nét coca sủi bọt cực kỳ rõ rệt. Thì với cá nhân mình, cái top note của hai con này thì ở mình thấy con này nó có phần lên cái bay ngọt nhiều hơn của Pepsi và quế. Còn đối với con Enigma ấy, thì cái nét sủi của nó không bị sượng quế và cái nét húng húng quá nhiều, mà nó chỉ đơn giản rằng đây, con này nó sẽ là Pepsi, con này có Enigma nó sẽ là Coca-Cola, như thế là dễ hình dung nhá. Còn Dry Down thì hai con đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến nhau, nó chỉ có dính nhau một tí về phần top note thôi. Đấy, rất là dễ dàng để các bạn hình dung. Nếu mà ông nào đang lăn tăn thì ông cứ mua hai cái đồ uống này về, ông thích đồ uống nào hơn thì ông cũng có thể dễ dàng lựa chọn. Đây là Coca-Cola, đây là Rosa Enigma, tất cả top note là như vậy, dễ dàng hình dung. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái việc là nhiệt độ và thời tiết, phong cách nơi đến như thế nào. Đầu tiên thì mình phải nói rằng con này là một cái con nó có một cái độ tỏa khá là nhẹ nhàng, nên các bạn có thể dễ dàng mặc vào những ngày hè loanh quanh tầm 35 độ quay đầu là các bạn hoàn toàn có thể mặc được. Và mình nghĩ là nó sẽ đẹp nhất ở khoảng tầm 30 độ. Cái thời tiết mà bắt đầu chuyển hè và chuyển thu là các bạn hoàn toàn mặc được cái mùi hương này. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp những buổi đi cà phê, đi chơi, đi picnic, đi dạo kiểu nhẹ nhàng, mà nó không phải là cái xu hướng là tập trung làm chiều mũi tất cả mọi người, mà bạn có xu hướng là mang tới một cái năng lượng tích cực, một cái sự mới mẻ, một cái sự sảng khoái, như cái cách mà Pepsi cũng như là Coca-Cola mang tới cái cho các bạn cái phần về vị giác. Nó như kiểu một cái thức uống để các bạn giải tỏa được cái sự stress, hay là kiểu mang tới một cái cảm giác kiểu đẩy cái mọi thứ lên mỗi khi các bạn hít cái ga, uống cái vị ga này vào. Đặc biệt là lon của Pepsi và lon của Coca, các bạn uống nó nhiều ga thì cái cảm giác khi các bạn xịt cái mùi hương này nó cũng giống như cái cảm giác khi các bạn uống Coca-Cola và Pepsi vậy. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi. Nên là mùi hương này thì thứ nhất là unisex, thứ hai đó chính là xài được mọi dịp, đi chơi nhẹ nhàng, đi cà phê, cà pháo, thậm chí là các bạn xịt đi làm cũng được. Nhưng mà với cá nhân mình, cái hơi hướng làm mùi kiểu như này thì các bạn mặc đi làm một thời gian là các bạn sẽ chán. Tại vì có thể là mới mẻ thôi, nhưng mà nói thật là nó không phải là một cái lựa chọn mà các bạn dắt túi chỉ duy nhất một chai nước hoa dùng quanh năm suốt tháng được. Mặc dù là cái ứng dụng vào thời tiết thì hoàn toàn các bạn có thể xài được quanh năm suốt tháng, nhưng mà nói thật là mùi hương này nếu mà xài một thời gian là mình cũng sẽ chán. Đấy, đấy là chia sẻ cảm nhận cá nhân là như vậy. Đó, rất là đơn giản, unisex, dễ xài, và mùi hương mang tới một cái sự tươi mới, năng động và khá là trẻ trung, mới lạ, phù hợp làm signature scent. Nhưng mà signature scent này thì sẽ là signature scent xài tùy dịp thôi. Đó.
Và đó là toàn bộ cảm nhận của mình về Mancera Tonka Cola, một trong những mùi khá mới mẻ, khá lạ mũi. Và các bạn sẽ không thấy cái sáng tạo này quá nhiều ở trong nước hoa. Nên nếu như có gì thì hãy cứ thử em nó, biết đâu các bạn lại thích. Sắm cho mình một chai nước hoa có mùi Pepsi Coca-Cola để ở trên kệ, thỉnh thoảng vui vui là lôi ra xịt cũng được. Đó. Và nếu như các bạn đã xài qua em nó thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới bằng cách bình luận. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.